Có thể thấy cách mà Facebook kinh doanh từ trước đến nay là dựa trên dữ liệu của người dùng. Tuy nhiên thì công ty này tỏ ra bế tắc trong việc bảo vệ nguồn thông tin này. Bằng chứng là các vụ rò rỉ như là dữ liệu Cambridge Analytica hay là gần đây nhất vào đầu tháng 4 khi mà 500 triệu tài khoản mạng xã hội này đã bị lộ thông tin. Chính vì vậy thì iOS 14.5 của Apple được coi như tấm khiên để bảo vệ thông tin của người dùng. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, ở chiều ngược lại thì những người dùng này có thể phải chịu thiệt thòi vì khó tiếp cận được với sản phẩm hay là dịch vụ phù hợp trên Facebook. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cũng dự báo Facebook sẽ sớm có giải pháp thay thế công cụ Pixel để lấy thông tin người dùng. Facebook là một công cụ khai thác quảng cáo và theo dõi người dùng rất mạnh. Hiện nay thì mới chỉ có một trở ngại là đối với hệ điều hành iOS 14.5 thì người dùng sẽ phải đồng ý cho phép Facebook truy cập vào một số tính năng thì mới được. Nhưng chắc chắn trong tương lai Facebook sẽ có những cái chiêu khác, có những cái công nghệ khác để theo dõi cũng như là để tăng được cái hiệu suất quảng cáo của mình, bởi vì Facebook sẽ phải bảo vệ cái thị phần quảng cáo của họ và gia tăng cái doanh thu quảng cáo của họ trong những năm tiếp theo. Dẫu vậy nhưng trong ngắn hạn, chính Facebook cũng thừa nhận doanh thu quảng cáo của mình sẽ có sự sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên theo các chuyên gia, giữa Apple và Facebook có mối quan hệ cộng sinh chéo rất phức tạp. Đơn cử như nguồn thu lớn thứ hai của Apple chính là App Store. Trong khi đó, các ứng dụng, các game cần tăng trưởng thì nhóm sản phẩm này cũng cần phải quảng cáo trên Facebook.